Có cái câu là mình nguyện cho mình nếu mà kiếp sau mà mình có trở lại đời này á, thì xin cho con được sanh vào ở một quốc độ tốt. Mà cái nguyên văn bài kinh dài lắm mà Pháp Hòa đọc 4 câu thôi. Sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Mình nghe chữ sanh phùng Trung Quốc á, mình tưởng đâu là nguyện cho mình sanh ở China. Và thưa đại chúng, cái chữ Trung Quốc trong kinh thường dùng á, không phải để chỉ cho China, mà Trung Quốc ở đây á, nghĩa là một cái quốc độ nào, một đất nước nào đó có văn minh, có được sự học hành thì nơi đó là Trung Quốc. Chẳng hạn như mình đang ở xứ Úc này, có Trung Quốc không? Có phải là Trung Quốc không? Phải. Tại vì mình được học hành, mình được cởi mở, mình được tự do, thì những cái nơi nào có tự do, có cởi mở, có văn minh, có học hành thì tất cả nơi đó đều là Trung Quốc hết. Sanh phùng Trung Quốc tức là con nguyện sanh ra, con gặp được một quốc độ, một đất nước an lành, không chiến tranh, có sự học hỏi. Rồi trưởng ngộ minh sư tức là lớn lên thì lại được gặp những bậc thầy sáng suốt. Chánh tín xuất gia, nếu mà con đi tu thì hãy cho con đi tu theo chánh pháp, tức là có niềm tin chân chánh ở Phật pháp mà đi tu. Và con được nhập đạo từ khi tuổi còn nhỏ. Tại vì đồng chơn á, đồng chơn nhập đạo nghĩa là tuổi còn trẻ. Tại sao đồng chơn nhập đạo tốt? Tại vì còn trẻ thì mình không có bị những cái quyến rũ, hay là nói chung là những cái tập khí ở đời. Chẳng hạn như bây giờ nếu như mà mình 50 tuổi mình đi tu, mà trước đó bô 30 năm là mình là boss. Rồi bây giờ mình vô chùa mình tu cái mình cũng bưng nguyên cái bà boss vô trong chùa, mình cũng muốn làm boss người ta nữa. Nó hơi cực. Chuyển cũng được nhưng mà hơi cực. Cho nên nên mình đi tu từ nhỏ thì cái mình không bị phân, mình không bị chi phối gì hết. Cái tâm tư mình chỉ gửi trọn cho cái sự tu hành, thì mình học kinh, học pháp nó dễ hơn vậy thôi. Chánh tín xuất gia, đồng chân nhập đạo. Rồi có người sẽ thắc mắc là làm sao mình gặp được minh sư. Thưa đại chúng, ở trong đời những bậc thầy mà dạy cho mình, có những người người ta dạy qua một trong ba cách. Có những thầy dạy mình đó là qua cái khẩu giáo, tức là giảng pháp cho mình nghe. Có những thầy dạy cho mình qua ý giáo, tức là cái cách suy nghĩ của vị đó. Có những thầy dạy mình qua cái thân giáo. Và thưa đại chúng, trong cuộc đời Pháp Hòa đó, Pháp Hòa đi bất cứ ở nơi nào, luôn luôn Pháp Hòa được, dù vị đó không phải là sư phụ hay thầy gì của mình, nhưng mà mình có thể học một phần nào đó nơi vị đó, thì vị đó vẫn là thầy mình. Tại sao? Tại ngày xưa chữ Hán có câu tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Nếu ba người cùng đi trên đường, trong ba đó sẽ có một người là thầy mình. Có nhiều khi đi ba người mà cái người kia luôn luôn điềm đạm và có những cái nhìn rất tinh tế, nhẹ nhàng. Dù họ không có tuyên bố họ là thầy mình cũng chưa nói gì nhận, nhưng mà ngay lúc đó mình học được nơi người đó, ở cái thân cách, cái cách ứng xử trong đời. Thì thưa đại chúng, chữ minh sư là đôi khi mình đừng lầm là phải kiếm thầy nào đó tu hành cho rê dễ sợ, để rồi mình lại mình làm thầy. Thưa, nhiều khi mình đâu biết ai đâu, thì thôi giờ mình học, mình tìm những bậc minh sư đang trải dài trong sự sống nhiều lắm. Ở trong Đại Trí Độ Luận á, có chỉ cho mình cái cách. Thí dụ như bây giờ nếu mình thấy cái vị thầy đó giảng pháp hay, nói rất hay, nhưng mà thầy đó chưa làm được,
Thì lúc đó mình đừng có nhìn vào cái thầy đó, mình hãy nhìn vào cái pháp của thầy đó dạy. Thầy đó dạy đúng. Trường hợp đó nhà Phật chúng ta gọi là y pháp bất y nhân. Nương vô cái pháp, đừng nương vô cái vị đó. Tại vì mình đang tìm minh sư mà. Thì minh sư đừng có lầm là phải là một người. Có đôi khi chỉ là cái pháp. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe như thế này. Thì có một cái vị đó, ông nói như thế này: nếu như cái vị thầy mà nói giỏi mà không làm được, tức là giảng pháp hay, chỉ mình điều đúng điều phải nhưng mà chưa làm được việc đó đó, thì vị đó là quốc sư. Còn vị thầy nào mà nói được mà làm được điều đó nói luôn, vị đó là quốc bảo. Đó là lời của một vị tổ dạy. Để chi? Để cho chúng ta sống, chúng ta nhẹ ra. Còn không, mình cứ sống bằng cặp mắt nghi ngờ, không biết ông thầy này tu thiệt không? Không biết thầy tu thiệt. Có tối ngày minh sư có những cái hay, tới những vị ta có cái hay mà nó học, mình cứ chạy vòng vòng, mình hỏi ông nào chánh, ông nào trơn, làm sao nói cho hết chỗ đó. Mà mình đâu có đủ thời giờ để mà kiếm ông nào thiệt. Thôi thì bây giờ trước mắt mình cái gì hay cứ học lượm bỏ tôi. Cho nên nhiều khi á, minh sư có thể là một câu đối, có thể là một cái câu đối người ta viết ở trong chùa thôi. Mà nếu mình thấy câu đó hay mình lượm bỏ túi, thì ngay lúc đó câu đó là minh sư của mình. Đây là y pháp mà không có y người, đã không ai nghe chỉ, nhưng mà câu đó hay. Một chút giận, hai chút buồn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Trăm lần bỏ, ngàn lần xả, thông dong tất giả, rứa mà vui. Nếu mà mình học được cái câu đó, mình thấy người ta treo câu đó, mình lượm, mình bỏ túi, thì ngay cái câu đó phải là minh sư của mình không? Có một lần Pháp Hòa đi tới nhà của một vị Phật tử, thì ông treo cái một cái ở trong chợ. Thật sự ra quý vị biết những cái câu hay, lời hay ý đẹp nó nhiều lắm. Mà Pháp Hòa hay nhắc quý Phật tử mà Pháp Hòa quen biết: so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Trời ơi, cái khổ của mình nó chỉ là một hạt cát so với cái mênh mông của vũ trụ này. Rồi bây giờ không lẽ cuộc đời mình á, mình thường nói cuộc đời là vô thường, như hoa nở tối tàn. Ô, mình nói đủ thứ mà mình tối ngày cứ bận rộn, buồn người này, trách người kia, nghi người nọ, cực nhọc lắm. Rồi rốt cuộc cuối đời mình không học được gì hết. Thôi thì bây giờ câu nào hay là minh sư của mình. Đi xung quanh có thể một chị bạn chỉ có một lời nói thật là đạo lý, thì câu đạo lý đó là thầy mình. Vậy thì quý vị tìm ra minh sư chưa? Đâu cần cực nhọc chi tìm minh sư. Thật sự ra minh sư bàn bạc. Cái quan trọng là mình có chánh niệm để nhận ra minh sư đang bàn bạc trước mặt mình không? Chứ còn bây giờ là mình đâu phải có cái má rà của ông nào thiệt. Nhưng mà cho dù có cái má rà đi nữa đó, thì có thỉnh thoảng nó cũng bị mát phải không? Tại vì hiện đại thì hai điện mà chưa chắc rà đúng. Cho nên thôi, mình học Phật, Phật đã dạy mình rồi, chứ hồi xưa mà tại sao Phật mới dạy mình: các vị đừng có tôn thờ tôi là thần, mà quý vị cứ cho tôi là một thầy thôi. Tại vì thầy tức là người chỉ dẫn cho mình, cái gì hay đúng mình nhận. Cho nên trong cuộc sống của mình gặp minh sư nhiều lắm. Có nhiều khi cái cách hành xử của vị đó mình giật mình. Mình không ngờ vị đó có những cái cách xử sự đẹp, dễ thương.
Thì ngay lúc đó vị đó là minh sư, là một người thầy chỉ cho mình một bài học nhỏ trong đời. Mà được như vậy thì cả đời mình thiếu gì thầy học. Nhiều khi một đứa nhỏ đó, nó nói một câu nói mà ngay lúc đó đó, nó sư phụ mình đó. Mình người lớn mình không bằng đó. Giống như Pháp Hòa có anh em Phật tử năm nay nó đâu chừng 5, 6, 7 tuổi gì đó. Thì nó đi học, rồi nó ăn chay trường, ăn mấy năm nay rồi, cả nhà ăn chay trường hết. Thì vô trong lớp thì thà bạn nó hỏi tại sao mày ăn chay. Quý vị biết nó trả lời làm sao? Cái cọng rau á, mày cắt nó mày ăn xong rồi á, nó mọc lên được. Còn cái cổ con gà mày cắt xong rồi con gà nó không sống lại. Quý vị không, quý vị thấy không, giáo pháp của nó thiệt là đơn giản. Cái giáo pháp của đứa nhỏ đó thiệt là đơn giản. Còn mình bây giờ là châu cha mình định nghĩa ăn chay. Ăn chay từ ái vô biên, lòng thành cầu nguyện cửu huyền siêu thăng. Ăn chay để giữ nghiệp căn, đêm ngoài cầu nguyện cao thăng độ đời. Ăn chay kính ngưỡng Phật trời, ôi cho mình đem thơ đem kinh ra mình nói. Thôi giờ học như đứa nhỏ đi. Có những cái bài pháp nó đơn giản vậy đó. Hoặc là cái câu người ta nói, cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Hôm nay mình ngủ, mình mở mắt ra mà mình biết mình còn sống được là mình mừng rồi. Tại vì có ba người bạn ngồi chơi với nhau, chơi với nhau, uống rượu với nhau, rồi xong nói năm nay mình được gặp nhau, không biết năm sau ai còn ai mất. Ông kia nói ông lo làm chi xa vậy, sao ông không nói rằng hôm nay mình gặp được nhau, sáng mai không biết ai còn ai đi. Ông kia nói cũng xa quá. Ông thứ ba ông nói xa quá. Ông phải nói là tối nay mình ngủ mình khì, sáng mai không biết đôi dép mình mang lại được không. Tại vì cái câu mà người ta thường nhắc mình đó, dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mình đi ngủ mình để đôi giường ở dưới, đôi dép ở dưới giường, biết mai mình có xỏ lại được không. Dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai. Hô hấp là thở vô thở ra. Mà hãy thở vô mà không thở ra là xong. Mà ngược lại thở ra mà không thở vô cũng đành. Mạng người hô hấp kinh thai, nghỉ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Rồi tới hồi mà mình nhắm mắt mình đi rồi đó, có tiền mua lớp áo quan, không tiền vùi chốn núi hoang mịt mù. Có người có tiền thì ta mua quan tài đẹp, không có tiền thì bó chiếu, nhưng mà rồi cũng xong. Ta cũng xong, chôn chiếu cũng xong mà chôn quan tài cũng xong. Tại vì thủy chung là hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vương hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời. Lúc đó cát bụi tuyệt vời. Để một mai tôi về làm cát bụi. Vợ lưu luyến đầy vơi giọt lệ, con thảm thương kể lễ kêu la, hay là khóc than. Dù cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được chăng. Cái bài sám đó là cái bài sám khuyến tu. Sám đó kêu sám khuyến tu đó. Vóc bào ảnh lắm người ưa tiếc, ưa tiếc thân cho thiệt vì thân. Cuộc vui những ước vô gần, nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Kiếp người thế bóng câu cửa sổ, chất huyển hư giọt lộ lòng hoa. Đôi mươi trẻ, chín mươi già, số phận yểu thọ khó qua vô thường. Cho nên những cái một cái bài sám đó có phải là minh sư của mình ngay trong khi mình đang giận không? Trong lúc mình đang giận cành hông á.
Mà cái bài sám đó nếu mình thuộc lòng mà nó đi ra liền lúc đó, nó là một ông thầy, nó giúp cho mình thiệt là vuốt cái cơn giận mình xuống. Dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Cho nên mình chưa thuộc kinh đó, mình phải mở quyển kinh ra để mình nhìn vô đó, kêu là đọc kinh. Nhưng mà một khi chữ nghĩa của kinh nó vô trong tâm mình rồi, chỉ cần bắt lên là mình tụng ào ào, thì chừng đó gọi là tụng kinh. Hai cái nó khác. Đọc là tại mình chưa thuộc, phải mở kinh ra đọc. Già di nị già già na chỉ đa ca lễ ta bà ha, mình đọc vậy đó. Nhưng mà khi mà mình thuộc rồi, khi chưa thuộc nhìn vô kinh gọi là đọc kinh. Khi kinh mà nó nằm ở trong bụng mình rồi, trong tâm mình rồi, mỗi khi khổ đau gì đó nó nhảy ra nó giúp cho mình, thì chừng đó gọi là tụng kinh. Cho nên đọc tụng vậy đó. Mà tụng như vậy thì công đức mới thù thắng hạnh, vô biên thắng phước, giai hồi hướng. Chứ đâu ai đã đọc kinh đâu. Tụng kinh công đức thù thắng hạnh. Tại vì mình phải, nhưng mà trước hết mình phải đọc, bởi vì mình chưa thuộc thì mình phải mở quyển kinh ra để mình đọc. Đọc làm sao để cho kinh bây giờ nó thành ra hơi thở của mình. Hơi thở của mình mà khi mình tham, mình sân, mình si, những cái đó nó đi ra, nó giúp cho mình lắng mình xuống, thì lời kinh lúc đó là minh sư của mình. Lúc đó là mình phải y nghĩa bất y ngữ. Hồi nãy Pháp Hòa nói bốn cái y đó nha. Trước hết là y pháp bất y nhân, tức là mình y theo pháp để đừng y theo người. Rồi có những lúc đó, người ta nói mình nghe, nhưng mình đừng có quan trọng, đừng có phiền hà cái lời nói của người ta. Mình hãy nương vào cái nghĩa của lời nói. Y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức. Hãy nương vào cái trí tuệ, mà đừng có nương vào cái nhận thức tầm thường của mình. Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Chẳng hạn như trong này có một câu hỏi nè, thầy cho con biết là cái phẩm phổ môn Quan Âm nói gì. Mỗi lần mà quý vị mà Phật tử mình mà bệnh, cái lấy phẩm phổ môn ra tụng cầu Đức Quan Âm phù hộ. Thì trong kinh nói là người nào mà đang đi trong rớt vô cái hầm lửa, niệm Quan Âm cái hầm lửa biến thành ao sen. Ai mà đi tìm châu báu như là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, gọi là thất bảo đó. Muốn đi tìm thất bảo rồi đi trên sông, trên nước, rồi tới tự nhiên ghe thuyền nó tấp vô trong cái chỗ mà tối ôm mù mịt, rồi gặp quỷ la sát nó hám dọa mình, niệm Quan Âm cái mình tấp vô chỗ cạn. Bữa nào lửa nó đang cháy cái mình nhào vô, mình Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, cái người ta thế nào xe cứu hỏa cũng tới khi mình ra. Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa, là mình hãy nương vào cái lời nói vượt những cái nghĩa bình thường đó đó. Lửa đây là tượng trưng cho gì? Là lửa sân giận phiền não của mình. Trong khi mình đang bị cái lửa đó nó thiêu đốt á, mình đang rơi vào cái hầm lửa giận đó đó, thay vì mình mắng mỏ, mình mắng xả, thì mình đi kiếm gốc, mình ngồi mình niệm Phật, thì tự nhiên cho cái cơn giận đó nó xuống. Rồi thì tự nhiên mình ao lửa biến thành hồ sen. Tại vì nếu mình nói ra thì người khác sẽ bị cháy theo cái lời nói của mình. Mình đang bị lửa phiền não nó nung đốt rồi, rồi mình sẽ nói ra những cái lời nói không dễ thương, thì lời nói đó sẽ là lửa nó đốt luôn cả người thân của mình, đốt luôn cái tình cảm, cái tình nghĩa. Thôi bây giờ mình biết mình tu rồi, mình phải chỉnh đốt. Tại vì một lời nói ra rồi lấy không lại được. Có một người đệ tử tới hỏi thầy: thầy ơi, để làm sao con tu cái khẩu nghiệp của con? Con biết cái miệng của con nó dữ dằn lắm, mà không biết giờ sao con tu được. Thỉnh thoảng mình cũng thắc mắc vậy. Tôi tu cái gì cũng được hết, mà tôi giận tôi không có control được.
Thì vị thầy mới nói như thế này: nếu như mà con lấy một cái gối nằm á, con xổ cái gối ra rồi con bung cái gối lên trên không, thì gòn nó bay, lông nó bay. Sau đó con mới lượm hết tất cả, con bỏ vô trong gối lại. Con nghĩ con lượm hết không? Không hết. Thì mỗi lần mà con muốn nói cái gì, con nhớ là nếu lời nói của con nó sẽ bung ra như cái gối, rồi con có cố gắng lượm trở lại cỡ nào lượm cũng không hết, thì nhiêu đó thôi, hình ảnh đó thôi, thì con sẽ giúp cho con tu được cái khẩu nghiệp của con. Cho nên ở trong phẩm phổ môn mới có câu á: nếu như người ta vay, người ta ám hại mình, nhớ không? Trong phẩm phổ môn có nói là nếu mà gặp cái người ta vay, người ta ám hại mình mà mình niệm Quan Âm thì những cái sự ám hại đó nó tiêu tan hết. Thì cái sự ám hại mà trong phẩm phổ môn muốn nói là gì? Tức là những cái lời nói cay cú, những lời nói độc, chửi rủa, mắng xả, mình nghe nhưng mình biết. Những cái lời này nếu mình ôm, mình sẽ khổ. Hoặc là mình muốn hại người đó bằng lời nói của mình. Nhiều khi người ta chỉ nhờ mình nói một câu vô thôi là mình, người ta sẽ được, gia đình người ta sẽ yên thắm, mình không nói, mình nói ngược lại. Cho nên nhiều khi một cái lời nói của mình nó có thể làm hưng nhà lợi nước, mà một lời nói cũng có thể làm tiêu tan cả một cái sự nghiệp. Cho nên là ở trong cái phẩm phổ môn á, nói là cái người mà đi tìm châu báu á, đi trên biển đó, thưa đại chúng, mình đi tìm châu báu là đi tìm gì? Thường thường người đời mình là quý trọng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, mình gọi là bảy báu. Nhưng mà bảy báu đó là bảy báu của thế gian. Còn bảy báu của người tu là gì đại chúng nhớ không? Niềm tin nè, sự nghe, lắng nghe nè, có tàm nè, có tàm tức là tự xấu hổ với mình nè, có quý nè, xấu hổ với người nè, là bốn rồi. Tính, văn, tàm, quý, rồi gì nữa nè? Siêng năng nè, buông bỏ nè, trí tuệ. Nếu mình có được bảy cái đó là mình có thất bảo của người tu. Thất bảo của thế gian là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Còn thất bảo của người đệ tử Phật, người Phật tử chúng ta là biết lắng nghe, có niềm tin, có tàm, có quý, có tinh tấn, có xả. Xả tức là buông xả đó, chứ không phải là đi mua xả về cất. Rồi có trí tuệ. Cho nên ngày nào mình cũng lại Đức Quan Âm hết á. Nhà nào cũng có Quan Âm, hộ hộ có Quan Âm, nhà nhà có Quan Âm. Tức là mình phải học cái hạnh lắng nghe của Đức Quan Âm. Chờ thưa đại chúng, nếu mình tụng kinh như vậy đó, gọi là kinh liễu nghĩa. Còn những cái điều mà mình hiểu sơ cơ như bình thường, như là đi trong nước, vô trong lửa, rồi thí dụ như mình nói là người ta cầm dao, người ta sắm sửa, người ta chặt mình á, rồi mình niệm Quan Âm cái dao gãy từng đoạn. Nhớ không? Nhớ câu đó trong phẩm phổ môn. Cái dao đó là gì? Tức là những cái ý niệm ác độc. Mình muốn khởi cho ai thì mình trở về mình hãy quán lại, mình làm như vậy có nên không? Thì tự nhiên, hoặc là mình thấy mình giận cái người đó quá, mình giận người đó quá, nhưng mình hãy nhìn lại cái tốt của người đó để mình quên đi cái xấu của người đó, thì dao nó gãy từng khúc. Mặc dù nó chưa gãy hết, nhưng mà hễ mình quán được cái tốt của người đó khúc nào thì cái tâm buồn bực của mình nó gãy khúc đó. Quý vị thấy được cái ý mà nói vậy? Được như vậy đó, cái đó gọi là chúng ta đọc kinh liễu nghĩa. Liễu nghĩa tức là cái nghĩa rốt ráo, chứ không phải là cái nghĩa bình thường.
Khi mà mình có được cái trí tuệ thì tự nhiên mình sẽ biết ứng xử, hành xử linh động. Có một gia đình đưa một câu hỏi. Bây giờ hai vợ chồng nọ thương cha mẹ hai bên rất là đồng đều. Rồi bây giờ cha mẹ bên vợ nói rằng thôi cha mẹ cũng đầy đủ rồi, các con không cần phải lo cho cha mẹ nhiều. Nhưng mà ngược lại cha mẹ bên chồng thì cứ bắt là hai vợ chồng này phải đưa tiền của ra để giúp đỡ những anh em, mà trong khi đó những anh em đó là tiêu xài phung phí. Mà nếu không đưa thì bị người ta trách là sống không biết thương anh em, hay là sợ vợ, nghe lời vợ, không có chịu thương anh em, không giúp đỡ anh em. Quý vị thấy trong cuộc sống đó, nó làm sao? Nó đủ thứ hết. Nhiều khi mình muốn làm người tốt không phải dễ à. Cho nên bây giờ á, mình phải làm sao mình thấy mình đã tận cái khả năng của mình trong cái khả năng của mình, chứ còn không thể nào mà mình đáp ứng cái nhu cầu của một con người nếu người đó không thấy đủ. Ngay cả con ruột của mình, nếu mà nó không thấy đủ mình chi cũng không đủ đâu. Cái của mình có thì nó hữu hạn, mà cái nó muốn thì quá chừng. Rồi làm sao mình cho? Mà nếu mình cho quá thì mình khổ, mà mình không cho thì nó trách. Cho nên á, cái mặt biển lúc nào nó cũng nhấp nhô, đó là tùy lúc mình ứng xử. Nhưng mà cái tình thương của mình là bình đẳng như cái đáy của biển, tình thương của cha mẹ là như đáy biển, bằng phẳng không có phân biệt. Nhưng mà có đôi khi vì hành xử cho nên chúng ta nhấp nhô như mặt biển. Tại sao? Tại vì đứa nào nó cần hơn thì mình giúp. Nhưng mà mình phải biết đứa nào nó cần, mà mình thấy rõ ràng cái chi của nó không chính đáng thì không có nghĩa là mình phải chi như vậy mới gọi là anh em tốt. Tại vì khả năng của mình thì hữu hạn, mà người kia thì xài vô chừng, mà đem cái hữu hạn mà ứng với cái vô chừng thì làm sao được. Cái đó cũng là quán âm đó. Quán tức là trở lại. Trở lại mình phải nghe những cái âm thanh trong đời, mình phải nghe những cái tiếng, những cái sự việc, để chúng ta ứng xử cho nó đúng. Người đời ta thường có câu á, muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên. Phật tử nói khác: muôn sự tại nhân, thành sự tại duyên. Có nhiều cái mình muốn nhưng duyên nó không đủ, làm sao muốn được. Mót hết sức được 99 đồng, lục hết vỏ kim đồng không ra thì cũng là 99 đồng thôi. Trừ khi nào ai cho thêm đồng mới gọi 100. Nó thiếu một duyên à thì cũng không thể gọi 100. Cho nên ở trên đời á, mình sống á, không có cái gì nó tuyệt đối. Mà quý vị để ý, trong tất cả anh em có những người mình có thể nói chuyện được và có những người mình không thể nói chuyện được. Có những người người ta hiểu mình, có những người người ta không phải không hiểu mà ta không muốn hiểu. Có không? Thành thử làm sao mình đáp ứng được hết. Cho nên thì thôi, bây giờ giao gãy từng khúc. Mình làm được cái gì thì mình làm thôi, chứ còn không bao giờ mình đáp ứng được những cái nhu cầu mà gọi là quá. Mình có thể đáp ứng được nhu cầu nhưng mình không đáp ứng được cái tham cầu của chúng sanh. Cho nên bây giờ mình đi về Việt Nam, mình đi những xứ nghèo mình bố thí đó, thì nhớ là mình chỉ bố thí cái nghèo nhưng mình không bố thí được cái ngặt. À, xin lỗi, mình bố thí được cái ngặt nhưng mình không bố thí được cái nghèo. Bởi vì cái nghèo là nó triền miên khói lửa. Còn cái ngặt là thí dụ như bây giờ thiên tai, ngập lụt, ta thiếu nhà thiếu cửa, cho cái ngặt đó thì được. Chứ còn làm sao cứu nổi cái nghèo. Một năm mình không biết đổ bao nhiêu tiền làm từ thiện,
mà nghèo vẫn nghèo. Bởi vì cái nghèo là cái thật. Còn giờ cái ngặt là cứu được. Đã ví dụ như Nepal bị động đất, mình cứu được. Nhưng mà cái nghèo của cả cái xứ Ấn Độ mình cứu nổi không? Cái nghèo của cả cái nước, của phần lớn của người dân Việt Nam mình cứu nổi không? Cứu không nổi. Chơi cứu ngặt thôi chứ không cứu nghèo. Ở đây cũng vậy. Cho quý vị đừng có ngại, nếu mình phải khả năng mình nhiêu đó thôi thì mình không làm được nữa. Cái bàn tay của mình đó, có dài cỡ nào đi nữa nó cũng có cái chừng mực để với, chứ mình làm sao mình với hết được. Nhưng mà không có nghĩa vì vậy rồi mình không làm. Mình sẽ làm, bởi vì mình có duyên với nhau rồi. Rồi thưa đại chúng, anh em mà sống chung nhà chứ nhiều khi á, mình cộng cái duyên làm một chồng, một cái duyên, một cái nghiệp là làm con chung vậy thôi, chứ phước mỗi người mỗi khác. Có những anh em làm đâu thành đó, mà có những người làm đâu tiêu đó. Mà người ta thường nói tiểu phú là do cần, mà đại phú là do thiên. Đó là người Hoa ta nói vậy. Cái người mà giàu kiểu mà giàu lớn, giàu đại phú đó, là do cái phước. Còn cái người tiểu phú là do chuyên cần để dành dụm. Chẳng hạn như mình là thuộc dạng tiểu phú. Hồi mình mới qua mình có gì không? Không nhà, không cửa, không anh văn, không gì hết. Nhưng mà do mình chuyên cần, siêng năng cho nên bây giờ mình có. Tuy mình không là đại phú nhưng mình là tiểu phú. Mình cũng có cái nhà, mình có chiếc xe, mình có những cái dụng cụ căn bản trong cuộc sống. Là do cái gì mà có được? Do sự cần mẫn của chúng ta. Vậy thì cái tiểu phú là do cần, mà cái đại phú là do thiên. Mà chữ thiên ở đây không nghĩa là ông trời cho, mà do cái phước của mỗi người. Còn cái phước của mình á, là có tay chân và có khối óc để mình có thể được biết cách nào để mình sử dụng cuộc đời, tay chân của mình để làm nên sự nghiệp. Cho nên mình hãy mà mình không có thể nào mình tuyệt đối được cho ai hết, mà mình chỉ làm theo khả năng của mình. Cho nên Đức Quan Âm có một cái tượng Đức Quan Âm có ba thân: Bi, Trí, Dũng. Tại sao có ba thân? Một thân cầm nhành dương nước Tịnh là tượng trưng cho bi. Đức Quan Âm bên này đứng cầm Bát Nhã Tâm Kinh tượng trưng cho trí. Đức Quan Âm bên kia cầm cái bánh xe pháp và cái ngọc, viên ngọc đó là thí vô úy, gọi là dũng. Cuộc sống của chúng ta phải có bi, trí, dũng. Bi là gì? Bi là tình thương, là lòng lân mẫn. Trí là trí tuệ, là sự hiểu biết. Dũng là sự kiên trì, quyết chí của mình. Nếu mình thấy cái điều đó nó đúng, do tư duy quán chiếu, thì chúng ta làm. Giống như các vị sứ giả của Phật vậy đó. Chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời hiến thân cho đạo. Chỗ nào đạo pháp cần, chúng con tới. Chúng sanh cần, chúng con đi. Chẳng nề gian lao, chẳng từ khó nhọc. Chư vị hòa thượng mà ngày nay đau bệnh, ví dụ như hòa thượng Trúc Lâm ở Việt Nam, tức là sư ông Thích Thanh Từ, bây giờ xong bệnh, xong không còn giảng nữa, xong không còn đi đâu nữa. Nhưng mà khi xong còn khỏe, xong đi không? Đi khắp hết. Hòa thượng Nhất Hạnh bây giờ cũng đang bệnh, nhưng mà khi mà Ngài còn khỏe, Ngài có đi khắp nơi để Ngài nói pháp không? Có. Cho nên chỗ nào đạo pháp cần, quý Ngài đến. Chúng sanh cần, quý Ngài đi. Nhưng mà khi cái lực của quý Ngài hết rồi thì thôi. Nhưng mà chúng sanh khổ vẫn còn không? Vẫn còn. Thì các Ngài chỉ làm tận sức của quý Ngài thôi chứ. Phật còn không thể nào trọn vẹn được cho chúng sanh mà.
Làm sao nói được vậy? Bởi vì chữ Phật có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tự giác, nghĩa thứ hai là giác tha. Tự giác tức là tự mình giác ngộ, rồi đem cái giác ngộ đó giác ngộ cho mọi người. Rồi cái nghĩa thứ ba của chữ Phật là giác hạnh viên mãn, tức là hãy làm cái hạnh, cái hành động đem giác ngộ cho người, những người hữu duyên với mình đến chỗ viên mãn mình. Thí dụ như giờ Phật thọ có 80 tuổi thì Phật viên mãn tới đó thôi, chứ Phật làm sao Phật cứu hết chúng sanh được, bởi vì chúng sanh khổ triền miên mà. Cái thời không có, khổ theo thời không có, mà bây giờ có rồi, khổ theo có rồi. Không có cái phone tai cũng khổ, mà có rồi cũng khổ luôn, tại vì xài mà không biết off. Có những bác có phone đẹp lắm nha, mắc tiền lắm nha, nhưng mà chỉ biết xài thôi mà không bao giờ biết tắt. Mình nói ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ đại chúng thấy hồi mình mới qua mình không có gì hết á, hay mình cũng than, mình cũng nói trời ơi tôi cầu vừa đủ xài thôi. Nhưng mà khi mình có dư giả chút có khổ không? Khổ chứ, tại phải đặt máy camera chứ không thôi mất hết sao. Rồi mình nói là cái người không có của họ khổ không? Khổ. Người không có của khổ đã đành, người có của khổ luôn. Cho nhiều khi đi qua Ấn Độ thấy những người nghèo mình nói trời ơi tội nghiệp họ quá, họ nghèo quá đi. Nhưng mà nếu mình có tư duy, có trí tuệ, mình nhìn đó, mình phải tội nghiệp cho mình, tại vì họ không có gì để lo hết cho nên họ có khổ. Nhà cửa không có gì để giữ, họ không có gì hết cho nên họ không phải lo cái gì hết. Ngày hai bữa, tối vỗ bụng kêu phình phịch, tối ngủ chẳng cần ai canh cửa dưới bắt camera. Còn mình bây giờ là ngày ba bữa còn chê lên chê xuống. Ăn mà còn ngán lên ngán xuống. Còn họ khỏe lắm. Một miếng đậu xanh nấu nhừ, cho bộ cà ri vô chan vô mấy hộp cơm rồi một bữa. Mấy cái bắp cải trắng, bông cải trắng cauliflower bầm nhuyễn nhuyễn ra xào với một chút cà ri ăn xong. Còn mình là trời ơi, chiên cho giòn, xong rồi xà lách lót ở dưới, rồi mấy miếng cà chua cho nó đỏ đỏ, xong cái lót miếng dưa leo cho nó xanh xanh, rồi cái để cái bầu chiên nó lên, cái chưa đủ cái thêm chén nữa sốt chấm cho nó béo béo. À, thích vậy đó nha, thích giòn thích ngon vậy, cái xong cái làm thêm chén canh ăn cho nó mát. Còn họ khỏe ru à. Cho nên nhiều khi mình nói họ khổ, nhưng mà họ thiệt sự khổ, người khổ là mình đó, chứ không phải họ đâu, tại không có cái gì để giữ và phải lo hết. Cho nên Đức Phật á, định nghĩa ba, Phật là định nghĩa qua ba nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Giác hạnh viên mãn nghĩa là Phật làm tròn đủ cái hạnh của Phật với cái khả năng của Phật, chứ còn Phật đâu làm gì hơn được nữa. Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp. Phật có thể cứu cái khổ của chúng sanh mà làm sao giải được cái nghiệp của chúng sanh. Cho nên mình hiểu như vậy thì thôi, bây giờ trong cuộc đời này quý vị có làm cỡ nào đi nữa mà nếu người thân mình thiếu cảm thông cho mình thì thủy chung vẫn là không cảm thông. Cho nên cuộc đời này cần sự cảm thông. Chồng cảm thông cho vợ, vợ cảm thông cho chồng, cha mẹ cảm thông cho con cái cảm thông cho cha mẹ. Có nhiều khi con cái đi làm nhiều quá quên mình, đôi khi mình cũng trách cũng buồn chút. Có đôi khi mấy đứa nhỏ ở đây nó sống rất kiểu Mỹ, mình cũng buồn, nhưng mà rồi thôi quán lại đi Mỹ mà. Cái thời thì cái thì khi sao cảm thông nó sanh. Rồi bây giờ cha mẹ ông bà mà khó quá, cái con cái nó than quá, cái mình nói thôi ông bà cổ sĩ mà. Rồi cũng xong. Thầy Pháp Hòa hồi đó thầy mới qua đó, thầy nói chuyện với mấy đứa nhỏ mà nó cứ ờ hở, thầy bực lắm. Thầy nói nó nói chuyện với mình mà nó cứ ờ hở,
Nhưng mà bây giờ thầy cảm thông lắm, nó ở hở thầy cũng vui lắm. Nhiều khi mình nói là nói cái gì cũng phải dạ, phải thưa, nghe không? Nhưng mà mấy đứa đây, tại vì cái văn hóa nó không phải là vậy thì làm sao? Bây giờ Pháp Hòa nói một cái ví dụ vậy nè. Hễ mà mình nói chuyện với mình chuyển lại cái lời nói của con cháu mình á, thí dụ như nó nói bà ngoại ơi con thương bà ngoại lắm, cái mình đi khoe với người ta, mình nói cháu của tôi á, nó nói bà ngoại ơi con thương bà ngoại lắm. Nhưng mà hôm nào nếu một anh Mỹ ảnh nói chuyện với mình, ảnh nói ảnh qua nhà mình, ảnh nói do you like me to help you, cái mình đi thông dịch lại mình nói cái thằng Mỹ nhà tôi nó nói mày muốn tao giúp mày gì không? Hễ mà người Mỹ là mình dịch y chang chữ mày là you với me. Sao mình không chuyển lại là cái anh hàng xóm tên qua nói bà có cần tôi giúp gì không? Nhưng mà hễ là tại vì cái tư tưởng của mình nó đậm cái đó rồi. Hễ mà nói với mình nói về Mỹ là mày với tao không à? Pháp Hòa nói như vậy, quý vị thỉnh thoảng quý vị kiểm lại coi mình có phải nói vậy không? Chứ cái gì mà mình đã in đậm thì cái đó không? Nó là vậy đó. Mà mình hiểu được như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ ra và không có chấp. Và chính cái đó nhà Phật gọi là xả. Vậy thì chữ xả nghĩa là gì? Thông thường mình hiểu xả là buông xả phải không? Nhưng nếu mình có nắm rồi thì mình mới cần xả. Còn nếu mình ngay từ đầu mình không nắm thì khỏi cần phải xả. Ngay từ đầu đừng chấp. Cho nên cái chữ xả trong từ bi hỷ xả đó, nó còn có cái nghĩa là đừng có chấp. Chính mình không chấp là mình xả rồi. Còn mà đợi tới chấp một cục rồi bắt đầu xả hơi cực á. Ngay cả mình có một cục nước đá mà giờ muốn nó tan cũng phải chờ chứ đâu phải bình thường được. Còn ngay từ đầu nó chỉ là chén nước, hất nó liền đi thì khỏi cần đông đá. Mà lỡ nó đông đá muốn nó tan đá thì cũng phải mất thời gian. Cho nên là đạo hữu quay phim đây, ông không có ăn nấm, cho nên rồi mấy người với chồng nói mời anh ăn bánh mì với nấm. Ông nói dạ không, tôi không có ăn nấm, tôi ăn buông. Là ngay cái khi mình buông là mình đã xả rồi. Cho nên thưa đại chúng, quý vị nhớ chữ từ bi hỷ xả trong nhà Phật. Chữ xả không chỉ có nghĩa là buông xả, mà nó còn có nghĩa là đừng có chấp. Hãy thấy mọi việc bình thường và bình đẳng. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa ở chùa đó, mỗi lần Tết đó, là quý sư trưởng, quý ni sư đó, giao cho Pháp Hòa cái nhiệm vụ là đứng giữ cái chuông. Hễ mà thấy Phật tử người ta lễ là bon, cho người ta lại xong cái nhập. Nhập vậy để chi? Để cho người ta biết là đứng lên, lại xuống, đứng lên. Con bà kia Pháp Hòa đang làm vậy, các bà đứng mà xỉ. Chú không có được đặt trên đầu tôi nghe không? Mình chưng hửng à. Tại vì bà quan niệm rằng tôi đang cúi đầu tôi lại Phật, mà chú làm vậy có nghĩa là chú đập đầu tôi á. Quý vị thấy cái này là gì? Chấp. Cho nên ví dụ như ở đây cái lệ là cái truyền thống Á Đông mình đưa cái gì cho người lớn là phải đưa hai tay. Nhưng mà có những trường hợp không thể đưa hai tay, bởi vì nó xa quá, mình phải với, không lẽ bây giờ chồm lên hai tay. Thì có những cái đó mình phải làm sao? Du di, xả đi, đừng chấp. Bởi vì cái hoàn cảnh phải như vậy thôi, chứ không cách nào khác hơn được. Cho nên các bậc cha mẹ dĩ nhiên là mình muốn anh em thương nhau, nhưng mình cũng phải thông cảm cho cái đứa nó giúp. Cái người mà xài vô chừng mình không thấy, mà cứ thấy cái người giúp có hữu hạn không, rồi bắt cái người hữu hạn giúp là giúp làm sao. Cho nên nó bi trí dũng. Cái tượng Phật Quan Âm có ba mặt. Bi là Phật, trí là Pháp, dũng là Tăng. Cho nên tượng đó cũng gọi là Tam Bảo. Bi là Phật, trí là Pháp. Bởi vì mình có phương pháp để ứng xử.
để sống trong đời thì gọi là pháp. Còn ở bên Thái Lan người ta có cái tượng Phật bốn mặt. Rồi ở bên Thái Lan là tại vì cái tượng đó là để người ta làm ăn. Người ta kêu là ông Phật bốn mặt á. Ta làm ăn, người ta mua cái tượng đó về người ta để trong tiệm biết làm chi không? Để cho ông Phật coi bốn hướng. Ông Phật cũng coi bốn hướng, ở hướng nào cũng quắt khách vô cho mình hết. Giống như giờ người Nhật mà có con mèo quắt vậy đó. À, nhưng mà mình nhớ là cái con mèo đó mình để vô là tại mình nghĩ thôi. Mình nghĩ là con mèo này nó chiêu tài, nó quắt tiền, chứ bộ em nó về quắt cái tiền hết vô trong mình sao? Rồi cái tiệm kia người ta cũng quắt vậy, phải không? Thành thử ra cái tất cả là do mình suy nghĩ thôi. Giống như Đức Quan Âm, như nãy qua nói, đó là tượng trưng, là biểu tượng. Ba cái đức tính từ bi trí dũng là để nhắc nhở tất cả chúng ta. Muốn thành tựu được cuộc sống của mình thì chúng ta ứng dụng đầy đủ bi trí dũng. Ở trong kinh á, Đức Phật có nói á, nhôm, chì, thau, bụi cát rồi vậy đó, nó sẽ làm cho mình không thấy được cái miếng vàng. Cũng giống như mình múc một cái rổ ở dưới sông lên rồi nó pha trộn đủ thứ trong đó. Rồi cuối cùng mình phải làm cái gì? Mình phải sàng riết đến khi nào tìm ra được miếng vàng nhỏ nhỏ trong cái rổ, trong cái thau đó. Cũng như vậy, hôn trầm là buồn ngủ, trạo cử tức là tâm mình, thân mình nó bồn chồn, nó không yên. Bất tín là không tin, giải đãi là làm biến. Rồi gì nữa? Nghi ngờ. Năm cái này nó sẽ ngăn cản, nó trở ngại cho cái người tu của mình đi lên thôi, chứ không có gì. Bây giờ đại chúng ngồi kiểm ha, trong năm cái chướng này thế nào rồi cũng dướng một chướng à. Có nhiều người á coi phim Tàu không buồn ngủ nha, coi phim Hàn Quốc không có buồn ngủ. Vậy mà vừa mở quyển kinh ra cái Nam Mô A Di Đà là bắt đầu hai mắt nó sụp. Có không? Tại sao? Tại vì cái đó là một loại nghiệp. Mà nghiệp này gọi là nghiệp hôn trầm. Có nhiều khi á, bình thường là mình không buồn ngủ, mà hễ vô tụng kinh là ngáp, ngáp chảy nước mắt. Có người sẽ có bị buồn ngủ, nhưng mà cũng có người không buồn ngủ nhưng mà bồn chồn. Tụng kinh tâm nó có cái gì đó nó bức rứt. Cái này Pháp Hòa qua rồi. Hồi nhỏ Pháp Hòa tu, Pháp Hòa bị cái này. Lúc mà tụng kinh á, Pháp Hòa thường bị những đứa nhỏ hàng xóm lâu lâu nó tới nó chọc. Rồi mình trong khi mà nó tới nó sốc mình một hai câu vậy đó, cái mình bực tức lên, mình xoay qua mình mắng nó. Bây giờ lớn mình học Phật mình biết cái đó là cái nghiệp, mà gọi là cái nghiệp trạo cử của mình. Thí dụ mình đang tụng kinh, đang thỉnh mỏ tụng kinh, cái nó đi ngang nó nói thầy chùa nhắm mắt tụng kinh chúng em vô bưng nồi chuối, thầy chùa nhắm mắt tụng kinh chúng em vô bưng nồi chè. Cái là thế là mình tức lên. Ngay cả khi đi tu, hồi nhỏ và đi tu cũng vậy, vô trong trường là bị chọc. Cái năm đó Pháp Hòa lớp 10, vô trong trường học. Sáng mình mới vừa bước cửa vô cái cửa đầu tiên thôi là có con thằng đứng ngay cửa nó chọc liền à. A Di Đà Phật, bần tăng là kẻ tu hành, bao nhiêu thịt chó để dành bần tăng. Rồi đi qua cái cửa vô nữa, cái thiện đứa thứ hai nó đứng ngang đó, nó chờ mình, nó nói A Di Đà Phật, bần tăng là kẻ tu hành, bao nhiêu gái đẹp để dành bần tăng. Thưa đại chúng, bây giờ Pháp Hòa nghiệm lại,
Pháp Hòa thấy rõ ràng tất cả những cái đó đều là thử thách. Mà hãy nếu mà mình chống lại, nghĩa là mình bị nó cản trở cái đức nhẫn của mình. Hồi nhỏ Hòa đi tu, bây giờ mấy chú nhỏ đi tu sau này là đỡ rồi, tại vì cái hình ảnh người tu nó không xa lạ với cái thời đó nữa, với bây giờ nữa. Hồi Pháp Hòa đi học á, thứ nhất là đi học trường Thiên Chúa, thứ hai là hình ảnh người tu lúc đó mới quá. Pháp Hòa đi tu năm Pháp Hòa 15 tuổi, rồi đi vô học trong trường trung học ở bên Canada. Cái anh chàng Mỹ, Canada, anh chọc mình đã đành rồi, mà những cái đứa Việt Nam mà đồng tuổi đi học với mình nó cũng chọc mình luôn. Ngày nào nó cũng tới hết, đứa này chọc đứa kia. Mà lúc đó thiệt sự là bắt đầu cái sự tu mình nó có, cho nên mình nhịn nó được. Tại vì mình biết nếu mình xoay qua mình chửi bậy á, thì nó càng chọc nữa. Thôi nhịn đó. Nó phun nước miếng trên đầu có nè, nó xé tập mình có nè, nó chọc ghẹo mình có nè. Nhưng mà lúc đó Pháp Hòa giống như bà nhập gì, không có không có phiền hà gì hết trơn. Vậy mà những cái đứa đó, nó qua cái giai đoạn đó rồi, thì Pháp Hòa tin Phật nói đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Đạo cao nhất trượng, ma quá đầu thượng. Đạo quá đầu thượng, ma nhượng đầu sư. Bây giờ Pháp Hòa tin câu đó. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đạo cao một trượng, ma nó hơn 10 trượng. Nhưng mà khi đạo quá 10 trượng thì ma lúc đó nó cúi đầu. Y như vậy. Những cái đứa mà xé tập mình nè, phun nước miếng lên đầu mình nè, uống nước xong rồi để cái lon nước trên đầu mình nè, sau này nó tới nó binh vực cho mình hết. Thậm chí nó thấy mình tội nghiệp, nó lâu nó cho tiền mình xài nữa. Nó thấy mình đi học xong ngày nào cũng có một miếng cơm nguội với dưa chua. Hồi Pháp Hòa đi học, ở hồi Pháp Hòa đi tu và cực lắm. Ở Canada nhưng mà cực lắm, là tại vì Phật tử không có đông. Mà mình đi tu đâu có ai dòm ngó chuyện ăn uống của mình đâu. Quần áo không có mặc. Ngày nào cũng là cơm với dưa cải. Nó thấy tội quá đi. Rồi nó hỏi mày có biết ca rạp hát ra làm sao không? Nó không. Mày có girlfriend không? Không. Nó nói I feel sorry for you. Con bữa móc 2 đồng cho. Nó mình nói no. Mày lấy đi, mày lấy, mày mua Sloppy mày uống. Mua đá bào uống. Mua chocolate ăn. Tại vì nó nghĩ là mình tội nghiệp. Cho nên á, nếu trong cuộc sống của mình, mình gặp những cái thử thách, thì đại chúng cứ nhớ, cái nhẫn nhục của mình chính là cái hạnh đức viên mãn để độ ma. Chữ ma này không phải là yêu tinh quỷ quái gì, chính là những cái mà nó cản trở, nó thử thách mình. Quý vị cứ nhớ cái gì thử thách mình để cho mình thành tựu, đó là ma. Nhưng mình khi mình thành, mình không có chống lại, thì ma sẽ bái mình làm thầy. Pháp Hòa tin cái đó, tại vì Pháp Hòa đã qua rồi. Hồi nhỏ mà tu mà tụng kinh mà bị người ta chọc đó, lấy dĩa mà phang á, phang riết nhà hết dĩa ăn á, là mình lỗ lá là phần mình. Cho nên người ta mắng mình chửi lại là mình lỗ. Mình lỗ là tại vì người ta đã xấu, cho nên người ta thốt ra những lời không đẹp. Thì thế thì tại sao mình cũng thốt ra những lời không đẹp từ nơi cái cửa miệng của mình? Vậy thì mình nói người ta dở rồi mình cũng vậy luôn sao? Chẳng hạn như bây giờ mình nói, cái thằng nó chắc nó khùng, nó ba trợn lắm. Nó gặp tôi có bữa nó chào, nó bữa nó không chào, tôi cũng mặc kệ. Bữa nào chào thì chào, tôi chào lại, không chào tôi mặc kệ nó luôn. Vậy thì mình với người kia làm sao? Bây giờ nếu mà mình á, người ta không chào mình mà mình vẫn chào lại đó, mình độ họ đó. Cho nên một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau.
Vậy thì đại chúng mình ứng dụng cái chữ tu. Ngày hôm qua mình nói tu chợ là tu ở đâu? Chỗ đó đó. Cái chỗ đó gọi là tu chợ đó. Rồi có những lúc mình ở trong đạo tràng, mình nghĩ tại sao người, có nhiều khi mình tụng xong thời kinh ra đó, cái đạo hữu, cái đồng tu với mình chưa chắc họ khen mình đâu nha. Họ nói bữa nay bà làm gì bà tụng kinh, bà đánh mỏ tôi tụng muốn chết vậy. Cái là mình phiền rồi. Có khi mình thỉnh mỏ chậm quá ra người ta cũng phiền, nhanh quá người ta cũng phiền, mà trật nhịp ta cũng nói. Đừng có buồn mấy cái đó. Quý vị cứ nghĩ tất cả những cái đó là kẽm, là chì, là thao để cho mình gạn lọc kiếm miếng vàng nhỏ nhỏ xài chơi. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi tu á, là tại vì Pháp Hòa rất ham tu thôi. Chứ còn nếu như mà cái ý chí tu của mình mà thiếu á, thì chắc mình tu không nổi. Ở Canada mà ăn cơm không đủ là sao? Mình nói ai đâu ai tin. Nhưng mà mình không có buồn là tại vì chẳng qua là cái thiện tâm tốt của ông cụ sống chung với mình thôi. Pháp Hòa đi tu, Pháp Hòa 15 tuổi, cũng có ông cụ tu chung lúc đó, 86 tuổi. Thì quý vị thấy hai cái tuổi nó chênh lệch cỡ nào. Mà ông á, là người già á, là người ta không có thích ăn cơm nguội. Cho nên ngày nào ông cũng lường hết á. Sư phụ một chén, sư đệ một hai chén, tôi một chén, ông nấu đủ bốn chén. Mà cái tuổi của mình là cái tuổi ăn. 15, 16 tuổi là tuổi ăn, mà ngày nào về ăn cơm cũng bị thiếu hết á. Mà một năm nghĩa là tuần lễ nào chỉ Pháp Hòa nhắm mắt Pháp Hòa cũng biết cái dĩa bắp cải nó nằm đâu nữa. Tại vì ba thầy trò cả tuần lễ có ba món thôi. Một là bắp cải xào, hai là canh chua, ba là mì căng khìa. Vì cái cô Phật tử chủ nhật cổ lên chùa, cổ làm sẵn miếng mì căng khìa, cổ mua cái bắp cải cổ để đó, cổ nấu nồi canh chua cổ để ba thầy trò cứ ăn từ thứ hai cho đến thứ bảy, xong chủ nhật cổ xuống cổ nấu y chang vậy nữa. Pháp Hòa hồi đó Hòa nhớ nhắm mắt cũng biết bắp cải nằm đâu đó. Mì căng khìa xong ngán quá, lấy cái khách chấp mà ăn french fry đó, cho vô xào lên cho chua chua rồi ăn, ăn ngán quá ăn đủ kiểu đó. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để không phải là mình muốn gọi là khoe khoang cái gì, nhưng mà thưa đại chúng, cái ý chí của mình gọi là cái dũng. Cho nên tại sao Đức Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm bên, Đức Thế Chí bên, mà ba vị đó chúng ta gọi là tam thánh? Bởi vì Đức Di Đà là tượng trưng cho sự thanh tịnh, Đức Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Đức Thế Chí là tượng trưng cho ý chí của mình. Mình muốn tu đến cái chỗ tịnh thì nhất định phải có ý chí và lòng từ. Ý chí nhưng không có nghĩa là mình ác. Ý chí nhưng mà tâm, chính vì từ bi lớn cho nên ý chí mình cao. Chính từ bi lớn cho nên sự kiên, cho nên Đức Thích Ca của chúng ta, lòng từ của Ngài đối với chúng sanh nhiều, cho nên Ngài vượt qua tất cả những chướng ngại để Ngài thành tựu được quả vị của Ngài, rồi Ngài truyền đạt cái đó lại cho mình. Chứ đâu phải bình thường. Cho nên người ta hay vẽ hình Phật ngồi thiền mà ma này ma kia nó xuất hiện đó. Ma đó không có nghĩa là ma gì đâu. Chính là những cái khó khăn, những cái thử thách. Vì vậy, ở trong cái phẩm Phổ Môn nói lên những cái mà gọi là như là quỷ la sát, như là dao đâm chém mình, rồi xô mình rớt xuống núi, rồi kiện thưa mình đến cửa quan,
Những cái đó chính là những cái khó khăn trong cuộc sống. Nhưng với lòng từ lớn, sự kiên định sâu, chúng ta sẽ vượt hết để thành một Đức Quan Âm viên mãn. Cho nên thưa đại chúng, dược sư ngồi giữa, nhật quang biến chiếu một bên, nguyệt quang biến chiếu một bên, chúng ta gọi là dược Đông Phương Tam Thánh. Đức Di Đà ở giữa, Đức Thế Chí, Đức Quan Âm hai bên gọi là Tây Phương Tam Thánh. Đức Thích Ca ở giữa, Đức Văn Thù một bên, Đức Phổ Hiền một bên, chúng ta gọi là Ta Bà Tam Thánh. Vậy thì các vị đó tu có phe hết không? Có nhóm hết. Bởi vì tại sao hai vị Bồ Tát đứng hai bên Đức Phật Dược Sư mà có tên là Nhật Quang và Nguyệt Quang? Nhật Quang biến chiếu, Nguyệt Quang biến chiếu. Nguyệt Quang là sáng lúc nào? Sáng ban đêm. Mà Nhật Quang là sáng ban ngày, đúng không? Hai cái đó như hai cái đối lập. Một cái là sáng ban ngày và một cái là sáng ban đêm. Nhưng mà dù sáng ngày hay là sáng đêm, nó vẫn làm chung một cái chung, đó là có ánh sáng và thường chiếu soi. Cũng như thế, chúng ta là những người tu Phật, chúng ta hãy đem cặp mắt Phật, chúng ta nhìn ai cũng đều làm một chung một việc, đó là tỏa ánh sáng và chiếu soi. Dù người kia là người luôn luôn chống mình, nhưng họ vẫn là cái người cho mình ánh sáng và chiếu soi sự thành tựu tu hành. Họ vẫn làm một cái việc chung. Nhật quang và nguyệt quang vẫn làm một việc chung. Đó là quang là ánh sáng, biến chiếu là chiếu cùng khắp, dù là nhật hay là nguyệt. Nhưng mà nếu mà nhật nguyệt mà cùng soi như vậy, mà chúng ta biết ứng dụng, lúc nào mặt trăng thì mình sống theo ban đêm mặt trăng, mà lúc nào ban ngày thì mình xử theo ban ngày, thì tự nhiên mình là một vị dược sư chứ có gì đâu. Cho nên dược sư ngồi giữa, dược sư là ông thầy thuốc. Và thưa đại chúng, nhờ có nhật nguyệt cho nên mới có được cuộc sống của mình. Chứ nếu mà cuộc đời này, thí dụ như bây giờ cái quả đất mình là ánh mặt trời không là cũng được, mà mặt trăng không cũng được. Cho nên có cái bài hát quý vị thường hát: trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, nhật là ban ngày, nguyệt là ban đêm. Hai cái vai của mình. Và nhật nguyệt còn tượng trưng cho gì? Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt là đôi khi chúng ta có cái thiện mà đôi khi chúng ta có cái xấu. Nó hai cái đó nó luôn luôn nó đi với mình trong cuộc sống. Và nếu mà chúng ta thấu được nó thì tự nhiên mình có được một ngày bình an. Là tại vì sao? Rồi một ngày nào đó, rồi suốt trăm năm, một cõi đi về. 17 tháng 11 á, không phải là sinh nhật của Phật Di Đà, không phải. Nhưng mà tại sao bây giờ mình có cái ngày lễ này? Cái này là nó do một câu chuyện ở bên Trung Quốc. Tịnh Độ Tông á, có tổng cộng là 13 vị tổ, tức là các vị tổ luân phiên truyền bá cái pháp môn niệm Phật. Thì đến cái vị thứ 6 tên là Vĩnh Minh Diên Thọ. Thì một hôm á, có một ông vua tên là Ngô Vương đi đến gặp ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, hỏi rằng: thưa ngài, hiện đời bây giờ có một vị nào sanh ra đời này mà là một bậc cao tăng chân tu không?
Thì ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ mới giới thiệu nói, à, ở cái chùa đó đó có một vị thiền sư tên là Hành Tư. Ông đó, đó là một vị Phật tái sinh. Thì vua Ngô Vương chạy tới đảnh lễ, nói con xin đảnh lễ ngài là vị Phật Định Quang tái sinh lại. Thì ngài Định Quang mới nói, ngài cái vị thầy kia, thì ngài Hành Tư mới hỏi, ai nói ông biết? Nói dạ con đi tới gặp ngài Duyên Thọ, ngài nói. Thế thì ngài Định Quang, ngài đang ngồi đó, cái vị hòa thượng Hành Tư ngài đang ngồi đó, cái ông Duyên Thọ đó đó, ông nhiều chuyện lắm, ổng là Di Đà tái sinh đó, mà ổng cũng giấu nữa, là ổng đi giới thiệu tôi. Thế thì Ngô Vương nghe như vậy chạy đến tìm ngài Duyên Thọ. Thì lúc đó ngài Duyên Thọ đã viên tịch rồi. Thì từ đó vua Ngô Vương mới nói rằng, kể lại cái câu chuyện đó, và người ta mới lấy cái ngày 17 tháng 11 âm lịch là sinh nhật của hòa thượng Duyên Thọ đó, mới đặt cái ngày đó là kỷ niệm khánh đản của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì Đức Phật A Di Đà không có sanh ở thế giới của mình thì làm gì có sinh nhật. Bây giờ mà mình cứ 17 tháng 11 mình tổ chức khánh đản Phật Di Đà, thì quý vị nhớ đó là khánh đản của một vị hòa thượng ở Trung Quốc, ngài hiệu là Vĩnh Minh Duyên Thọ, là vị tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông. Nhưng mà bởi vì các hòa thượng giới thiệu với nhau, ông đó là Phật này tái sinh, vị kia là... Nhưng mà thưa đại chúng, tức là trong đời này có những vị người ta có đạo nhãn, người ta nhận biết đây là một vị đặc biệt tái sinh. Vậy thì bây giờ Pháp Hòa đố đại chúng là hiện tại trong đời này của mình có những vị tổ hay những vị Bồ Tát thị hiện trở lại không? Có chứ. Nhưng mà tại vì mình không biết thôi. Nhưng mà thường thường các ngài có khoe không? Không khoe. Bởi vì các ngài trở lại đời này là do cái hạnh nguyện mà làm việc. Bởi vì tới đây để làm việc chứ không phải tới đây để show off, à, không phải để khoe khoang. Cho nên các ngài không hề xưng danh tánh. Còn nếu ai đó mà tự vỗ ngực nói tôi là Phật này tái sinh, tôi là Bồ Tát kia tái sinh, là thường thường đồ dởm quảng cáo dữ lắm. Cho nên đúng nghĩa của nhà Phật, mình làm việc gì có lợi cho ai là cứ làm, mà không cần phải phô trương quảng cáo, và không cần ai phải biết mình là ai. Mà thậm chí người ta biết mình còn không muốn, hoặc là thậm chí giấu, cái đó mới chân đúng, chân tu. Thì bây giờ mình có thấy ai đó người ta cứ xưng ta là Phật này Phật kia, Quan Âm tái sinh rồi vậy đó, đừng có vội tin cái đó. Tại vì các vị Bồ Tát là vì nguyện mà trở lại đời hết, mà thấy đời cần cứu khổ cho nên các ngài trở lại, mà các ngài không hề khoe khoang. Cho nên Pháp Hòa kể như vậy để đại chúng biết cái nguồn gốc của cái ngày 17 tháng 11, để khi chúng ta làm lễ thì chúng ta biết đây là một biểu tượng. Bởi vì chúng ta thấy ai đó tu có cái hạnh đặc biệt thì chúng ta kính trọng như một vị tái sinh của đời đó. Có một ví dụ như là quý vị nghe người ta kể về cái hạnh nguyện của ngài Tế Công Hòa Thượng ở bên Trung Quốc. Cái vị này thì tu cũng đặc biệt lắm, xuất gia nhưng mà ăn thịt uống rượu, rồi đi vòng vòng, rồi thấy ai bệnh cái ngày đưa tay vô trong ngực của ngài, ngày dò dò cục đất về ngày đưa cho nó thuốc uống cho ta hết bệnh, ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ trong đời này mình thấy có những người ta cũng cái hạnh ta cũng hơi hơi dễ, cái mình thấy vị này tu hạnh giống ngài Tế Điên Hòa Thượng. Vậy thì những gì mà chúng ta thấy á, có thể trong đời này mỗi người một hạnh. Ví dụ có những vị có lòng từ bi rất là lớn, thương mọi người, dù người ta có làm mình đau khổ nhưng mà cái tình thương vẫn không có vơi. Cái mình nói vị này là hạnh nguyện của Quán Âm đó. Vậy thì nếu mà mình có cặp mắt mình tu á, nếu mình dùng cái cặp mắt nhục nhãn của mình, cặp mắt thường tình của mình á, mình nhìn mọi người không có ra cái lô nào hết á. Nhưng mà nếu mình có dùng cặp mắt tu hành một chút đó, thì mình sẽ nhận rằng
ai trong ngồi đây cũng đều có chút chút hạnh nguyện của Bồ Tát hết. Có những người chịu khó ngồi nghe bao nhiêu niềm đau nỗi khổ của người khác, đó là hạnh lắng nghe của Quán Âm. Rồi có những người luôn luôn hướng dẫn người ta tu tập không mệt mỏi, hạnh nguyện của Thích Ca Mâu Ni. Vì Đức Thích Ca Mâu Ni là tinh tấn siêng năng. Như vậy thì trong tất cả chúng ta ngồi đây, mỗi người đều có hạnh nguyện của các Phật, các Bồ Tát. Bởi vì chúng ta đi chùa, chúng ta nghe Pháp, chúng ta học Phật thì chúng ta biết vị này tu hạnh gì, vị nọ tu hạnh chi. Cho nên ai trong chúng ta mà không có những cái hạnh của Phật, Bồ Tát. Vì vậy cho nên đó, Đức Phật A-di-đà là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu với chúng ta rằng nếu ai muốn vãng sinh về cõi có Ngài thì người đó phải có niềm tin vững chắc nơi Ngài, nơi cõi tịnh độ của Ngài. Và người đó phải phát cái nguyện cho thâm sâu, hết lòng tu tập, chuyển hóa tham sân si và trì danh hiệu của Ngài. Rồi người đó phải thực hiện những gì người đó phát nguyện. Đủ ba điều kiện đó: niềm tin, phát nguyện và hành trì. Chúng ta thường gọi là tín, nguyện, hạnh. Đủ ba cái điều kiện đó thì người đó vãng sinh. Và thưa đại chúng, đừng có lầm là mỗi ngày mình niệm 10 sâu chuỗi Nam Mô Di Đà Phật cái là vãng sinh nha. Cái đó mình mới thực hiện chỉ có một chút thôi, đó là niệm danh hiệu Phật. Nhưng mà mình phải làm một cái này nè, đặc biệt nữa, để mà đủ nó tương ưng với cái niệm của mình. Tức là hàng ngày chúng ta phải giảm bớt tam độc là tham sân si. Bởi vì tam độc tham sân si mà còn trong người mình thì cái cơ hội vãng sanh nó hiếm lắm. Ví dụ thôi, mình tham danh, đi tới đâu cũng khoe hết trơn, mà muốn người ta khen mình mà không ai khen mình, cái tự mình kiếm cách cho người ta khen. Ví dụ như mình có chiếc hộp xoàn đẹp quá mà đeo từ sáng giờ sao không thấy ai khen gì, mà mình cũng rảnh dữ lắm chứ mà sao không ai ngó hết. Cái mình giả bộ mình nói chị ngó một tôi coi sao tôi thấy bữa nay hộp này đó. Tức là mình muốn cố tình cho chỉ còn chút nữa thôi. Rồi thậm chí mình tu, mình niệm Phật, mình muốn cho người ta biết mình đi chùa để thế này thế kia, mình cũng phô trương cái hình thức mình chút chút vậy thôi, cũng là khó vãng sanh rồi. Tại ở cõi đó không có ai bà tám vậy đâu, mà mình kiểu này sao về đó được, cho nên nó không tương ưng. Bởi vì trong cái tham đó, nó nhiều cái lắm: tham tiền, tham sắc nè, tham danh nè, tham ăn nè, tham ngủ nè. Năm cái tham căn bản mà nhà Phật gọi là ngũ dục. Ngũ dục tức là năm cái điều ham muốn thường tình của con người. Ví dụ như mình thường được người ta khen, quen rồi, hôm nào bị người ta chê, hình như mình không có dễ chịu. Mà khi mình không dễ chịu vậy thì tự mình phải quán chiếu, chứ mình cũng không cần phải nói ra. Nhưng mà tu là mình tự biết, mình tự biết bản thân mình ở cái mức độ nào, để rồi mình tự mình chuyển hóa cái đó, để rồi từ từ mình tương ưng với tình độ. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái đơn giản thôi: đi tu là đi xuất gia, nhưng nếu mình vô chùa mình chỉ làm cái hình thức là cạo cái đầu, mặc cái áo, nhưng mà tâm mình không hề có một chút gì có ý nguyện xuất gia hết, thì cái tâm với cái tướng nó không tương ưng thì tu không có lâu. Mà nếu có tu đi nữa, miễn cưỡng ở trong chùa nhưng mà hành vi của mình, lời nói của mình nó không có một chút gì phù hợp với người xuất gia hết, bởi vì tâm không muốn tu. Mà tâm không muốn tu thì không có tự chuyển cái oai nghi của mình, không có tự chuyển cái hành động lời nói của mình, không có chuyển những cái tật của mình, thì làm sao mình đúng với cái hình. Bởi vì người tu là cái tâm, cái hình tướng và cái tâm tư nó phải tương ứng với nhau. Mà bây giờ mình chỉ có cái tướng tu thôi, là cạo cái đầu, mặc cái áo, ở trong chùa kêu là xuất gia.
thì cái đó mới được có một cái hình thức thôi, là xuất thế tục gia, tức là bỏ cái nhà thường tình của mình, cái nhà thế tục, để vô trong chùa ở. Nhưng mà tâm hồn mình không có tương ưng với cái ý nguyện xuất gia, cho nên ăn chay cũng khổ sở, tại vì thấy sao nó lạc lẽo quá, thức ăn chay lỏng lòng lạc miệng. Rồi biểu mình lên tụng kinh thì mình cảm thấy mỏi mệt quá, tụng chỉ tụng hoài ngày hai ba thôi. Rồi mỗi lần đắp y thì thấy sao mà nó lượm thượm, nóng nảy. Rồi mỗi lần mà đi làm Phật sự thì nói ai đâu mà chết hoài, tôi đi tụng muốn chết. Chuyện này chuyện kia phiền muộn. Nhưng mà nếu mình đã là người đúng cái nghĩa của người phát tâm xuất gia, không hề phiền muộn chuyện đó. Bởi vì mình ở trong chùa là mình mang cái hình tướng người tu, là mình phụng sự ngoài cái chuyện tự tu. Mà người ta có cần mình, người ta mới đến với mình, thì đúng cái nghĩa là mình độ chúng sanh. Có khổ một cái là mình muốn độ chúng sanh mà không chúng sanh nào tới để mình độ đó mới khổ đó. Còn nếu mình muốn độ chúng sanh mà có chúng sanh tới để cho mình giúp, thì có gì buồn phiền mà chúng ta lại không vui. Đó, mình nói một cái ví dụ thì ở tịnh độ cũng vậy. Người muốn sanh về tịnh độ không phải chỉ một ngày hai ba chục sâu chuỗi cái là chết cái được Phật rước đâu. Nhưng mà cái đó mình mới tu được một phần thôi, là cái khẩu mình niệm Phật, nhưng mà tâm mình chưa niệm Phật. Vậy cái chữ niệm là gì? Không có nghĩa là lâm râm đọc tên Phật, mà nhớ Phật, nghĩ tới Phật mới gọi là niệm Phật. Thí dụ bây giờ quý vị đi chơi, quý vị mua một món hàng về, quý vị một món quà, quý vị cất ở trong nhà gọi là kỷ niệm. Chữ kỷ là gì? Là cũ. Niệm là nhớ, hãy thấy cái đó cái nhớ, tôi đi Pháp hồi năm mấy nè, này tôi mua ở đâu nè, nhìn cái món đó tự nhiên nhớ cái đó. Tại sao mình phải để hình ba mẹ mình để mình kỷ niệm, tức là mình nhìn hình này rồi mình nhớ lại, nghĩ tới ba tới mẹ, những cái gì ba mẹ làm cho mình. Thì cái chữ niệm Phật ở trong nhà Phật đó, nó không chỉ có cái nghĩa là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cái kêu niệm Phật, tâm phải nhớ Phật, miệng niệm Phật và hành theo lời Phật. Quý vị nhớ ba cái đó mới đủ nghĩa chữ niệm Phật nha. Tâm phải nhớ Phật, miệng niệm tên của Phật, hành theo những gì Phật dạy, thế gọi là niệm Phật. Bây giờ có những người, người ta không niệm Phật, nhưng mà mỗi ngày đời sống người ta có hành theo lời Phật, đó cũng là niệm Phật. Người ta không có khoe là tôi lúc nào cũng niệm Phật, nhưng mà tâm tư người ta có nhớ Phật. Vì có nhớ Phật cho nên người ta giảm ác, ta hành thiện. Vì tâm người không có nhớ Phật cho nên lời nói mà người ta định nói một cái lời thô ác, ta nhớ trực lại không nên nói lời thô ác, tâm có Phật. Cho nên nếu mà người mà có tâm, tâm mà có Phật á, thì người đó sẽ giảm nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì Phật là giác, mà giác là tỉnh, tỉnh là không mê, mà không mê thì không thể nó làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy được. Cho nên cái người mà được về tịnh độ đó, hay là nếu mà cái tâm của mình được an tịnh rồi, thì mình được cái gì? Mình được cái đặc biệt gì so với cái người không tu gì hết? Đây, ở đây có 5 cái điều đặc biệt. Nếu được sanh về tịnh độ là mình không lui sụp. Hay nói một cách khác, nếu tâm mình đã an định trụ ở trong Phật Pháp rồi, thì mình sẽ được 5 điều không lui sụp. Một là mình luôn luôn được cái lực từ bi của Phật nhiếp độ cho mình. Người ta gọi là đại bi nhiếp trì bất thôi. Thưa đại chúng, mình tu á, mà tâm mình thiếu từ bi, không biết thương ai hết, khó tu lắm. Vì không thương ai hết thì sao độ? Người thân mình cũng không thương, bản thân mình thương thôi, mà thậm chí đôi khi mình cũng không thương mình luôn. Lòng từ bi là gì? Tức là chúng ta biết thương người, thương vật.
thấy một người khổ chúng ta biết cảm xúc, thấy một người cần giúp đỡ chúng ta có tình thương tới giúp đỡ. Và cái lực từ bi của Phật luôn luôn gia trì cho mình, cái tự nhiên lòng của mình lúc nào cũng có sự từ bi ở trong. Cho nên người nào mà sanh được về tịnh độ rồi á, là lòng từ bi lớn lắm. Nếu mà bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như á, vì mình có lòng từ bi cho nên á, mình làm Phật sự á, mình không có bị phiền não nó đẩy mình. Pháp Hòa ví dụ ha, ví dụ như bây giờ một người mẹ thương con, người mẹ thương con, bây giờ cuộc đời có như thế nào, hay là thậm chí chồng mình là ba đứa nhỏ đó có làm khổ mình, nhưng mà có vì vậy mà mình bỏ xuôi cuộc đời mình không lo cho con cái không? Không có. Chồng mình làm khổ mình thì một phần đó, nhưng mà mình vẫn biết bổn phận mình phải lo cho con mình đến nơi đến chốn, không có buông bỏ con mình khi nó còn quá nhỏ, bởi vì tình thương của người mẹ đầy ắp cho con. Chúng ta tu làm sao mà được vậy đó? Nghĩa là mình làm Phật sự, mình làm việc chung, không vì bất cứ phiền não gì ai đó làm ra cho mình, mà mình buông bỏ cái Phật sự chung, mình buông bỏ cái con đường chí nguyện tu hành của mình. Cái đó gọi là lực từ bi của Phật nhiếp thọ mình. Chữ nhiếp là gì? Là thu mình ở trong cái ánh từ bi đó. Có nhiều người ở cái tâm người ta từ bi á, mình ngồi gần người ta mình dễ chịu lắm. Và cái lời nói của họ đó, nó cũng tỏ ra một cái gì hiền lành, mình cảm nhận được, đặc biệt lắm. Rồi cái thứ hai là gì? Phật quang chiếu xúc bất thối. Tức là mình được cái ánh sáng của Phật soi sáng đến cho mình. Ánh sáng này là tượng trưng cho gì? Trí tuệ. Hồi nãy là lòng từ, bây giờ trí, cái ánh hào quang trí tuệ của Phật soi đến mình rồi thì làm cho mình sáng suốt ra, người mình tỉnh táo ra, mình không có để cho những cái khổ lạc vặt nó làm khổ mình, nó làm lui sụp mình nữa. Có nhiều khi có nhiều vị tu nhưng mà chỉ vì chút phiền não bỏ tu. Có một lần có ông anh Phật tử, anh mới bắt đầu tập ăn chay đâu được chừng năm mấy thôi, thì có một chút phiền não với nhau thôi, cái anh phone lên, anh nói trời bữa đó con định phone lên thầy, mà con mà gặp thầy là con sẽ nói với thầy là cho con nghỉ tu luôn, cho con nghỉ ăn chay luôn, mà bữa đó con phone con không gặp, mà con suy nghĩ lại rồi cái rồi thôi con tiếp tục có ăn chay. Cho nên có nhiều khi á, mình mà không cẩn thận á, mình vì một cái tác động nào đó bên ngoài cái mình nghĩ tu, mà thật sự ra hồi đầu mình phát tâm là vì người đó mình phát tâm, hay vì bản thân mình mà mình phát tâm. Hồi xưa là vì mình mà mình phát tâm, mà tại sao bây giờ vì người khác mà bỏ cuộc? Đó, chúng ta hay bị cái đó. Cho nên nếu mình có được cái trí tuệ sáng suốt, chuyện gì thì chuyện, nhưng mà việc nào nó ra việc đó, ánh sáng này không có làm cho mình bị mất cái tỉnh thức. Mình hay có cái bệnh là giận cá chém thớt á. Thí dụ như mình giận ba nó quá mà mình nói không được, cái mình nhà con ra mình chửi, mình nhà con mình đánh, thí dụ vậy đó. Hay là mình giận một người nào đó mà mình nói không được, cái người đó tức quá la đệ tử chơi, trút giận trên một người khác. Cái đó là mình thiếu cái ánh sáng. Cho nên thưa đại chúng, người tu của mình đó cần hai cái ánh sáng: ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của từ bi. Mình có thương bản thân mình không? Ví dụ như bây giờ mình quán chiếu lại cuộc đời mình sao khổ quá. Rồi, biết quán chiếu cuộc đời khổ thì đừng có để cái khổ đó nó tiếp tục, nó làm mình khổ. Mình tỉnh thức rồi, mình tỉnh thức rằng con cái của mình nó có những đứa nó tới đây nó đòi mình, có những đứa nó tới đây để mình trả cho nó, có những đứa nó tới đây để nó trả cho mình. Thì cho dù nó trả mình hay mình trả nó cũng đều là nợ hết, bất quá là mình nợ nó hay nó nợ mình thôi. Biết vậy cho nên nhẹ ra, nó tới nó đòi thì trả,
Có nhiều khi nó chỉ cần quý vị đọc báo nè, đọc báo ở bên Việt Nam, mình đọc báo là mình biết là có những đứa con nó đánh cha đánh mẹ, nó giết cha nó mẹ, mà hầu như giờ ngày nào cũng có chuyện hết. Đọc báo bên Việt Nam có những đứa chỉ vì xin tiền mẹ đi chơi không có đánh gãy tay, hoặc là đôi khi nó nóng nảy quá nó giết cha nó, mình đọc trong báo mình thấy thường lắm. Cái đó là oan trái với nhau hết. Cho nên bây giờ mình tỉnh thức á, những cái việc như vậy đó mình đừng có kết nữa, mình đừng có chửi nữa, tại vì mình chửi nó càng tăng lên. Cái thứ ba đó là mình luôn luôn giữ mình được ở trong cái tịnh độ đó là gì? Đó là mình thường xuyên nghe pháp. Thường xuyên nghe pháp giúp cho mình nhiều lắm, tại vì nếu mình không có nghe pháp thì không có ai nhắc nhở mình cái lời lành lẽ phải để mình tỉnh thức, cho nên mình cũng dễ bỏ cuộc lắm đó. Có những vị mà người ta sắp sửa người ta làm một cái điều sai, người ta gọi lên chùa, ta nhờ thầy giúp cho con giải cái điều này, con định làm cái việc này, thì thầy nghe xong thầy khuyên, thầy nói đừng có làm như vậy, tự nhiên cái người đó tỉnh thức ra, à bây giờ thầy nói con mới thấy được một vấn đề. Chứ khi mình giận lên là mình chỉ thấy có một hướng thôi, mình không có thấy cái rộng. Cho nên mình thường nghe pháp đỡ lắm. Cho nên pháp á có thể nhiếp thọ cho mình, nhưng mà phải nhớ là nghe chánh pháp. Nghe cái pháp nào mà ta chỉ cho mình đường đi cho đúng á. Chứ còn mà nghe mấy cái pháp mà biểu chụp hình, đừng có chụp ba người nghe không, chụp ba người xui. Cho nên là mình không dám chụp ba người. Hỏi sao vậy? Ba người là tam tai. Rồi cái đẩy người thứ tư vô, cái người kia người ta nhận một cái lý thuyết khác, người ta nói đừng có chụp bốn người. Hỏi sao vậy? Bốn người là sanh lão bệnh tử. Làm gì có cái chuyện là chụp hình ba xui, bốn xui, không có ba xui, bốn xui gì hết á. Thay vì mình nghĩ ba người là tham sân si hay là tam tai, tại sao mình không nghĩ ba người là phước lộc thọ? Tại sao mình không nghĩ ba người là Phật Pháp Tăng? Tại sao mình không nghĩ ba người là Di Đà Quan Âm Thế Chí? Và mình sao mình không nghĩ ba người là giới định tuệ? Cũng thiếu gì con số ba tốt lành mình để mình nhớ, không nhớ nhớ chi tam tai. Rồi bây giờ hỏi tại sao sợ bốn? Cái bốn là sanh già bệnh chết, sợ mà cũng vẫn sanh già bệnh chết chứ có thoát đâu. Rồi bây giờ không muốn bốn, không muốn ba, hỏi muốn nhiều muốn một. Một là gì? Cô đơn. Cũng chết luôn. Cho nên không có chuyện mà chụp hình mà cử, không có kiên cử gì trong vấn đề chụp hình hết. Rồi đi tụng kinh đám tang, người ta biểu nhớ là tụng xong rồi nhớ đừng có chở, đừng có đi về nhà liền nghe không, phải ghé công viên, phải ghé chỗ nào á, ngừng lại một chút, hỏi chi vậy cho con ma nó dẫn lạc hướng. Ma mình đi thẳng về nhà mình, nó ma nó đi theo mình về nhà. Trời ơi, nói chuyện đơn giản vậy mà không biết ánh sáng của mình ở đâu, một vậy mà cũng nghe. Không có cái chuyện mà ma cỏ nào mà đi theo mình. Rồi nói là đi vô trong nhà hoàng tụng kinh đám tang, hay là mình có nhà chuyện cho gia đình, mình có chuyện qua người thân mất á, đem cái gì vô nhà hoàng rồi trước khi đi ra đó nhớ đem theo hết, đừng có quên cái gì nghe không, quên là không cho trở vô. Thí dụ như lỡ quên cái dĩa cái chén gì là bỏ chứ không được trở vô. Pháp Hòa bảo đảm nếu lỡ bỏ quên cái hộp xoàn là trở vô tức khắc. Tại vì cái dĩa cái chén đó. Cho nên làm gì mà có cái chuyện mà không trở vô nhà hoàng sợ xui. Không lẽ đời mình chỉ vô một lần thôi sao? Những cái đó không nên nghe và không cần nghe, và đừng bao giờ phải để tâm mấy cái chuyện đó. Và cũng không bao giờ Phật nào bắt tội mình. Quý vị đừng bao giờ nói đi ngang bằng Phật không cúi đầu tội, ăn chay ăn hành ăn hẹ ăn tỏi tội, làm cái gì cũng tội hết, tội nghiệp cho Phật quá. Mình ca ngợi Phật
đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà chuyện Phật tối ngày đi bắt tội mình chút chút vậy đó. Rồi ai ăn chay ăn tội, tội. Rồi ai mà là đi ngang Phật không cúi đầu, tội. Phật đâu có bắt tội cái chuyện đó, mà nếu Phật mà bắt tội chuyện kiểu đó đó, không phải là Phật. Mình kính Phật là bởi vì Phật là một người thầy đưa mình tới cái con đường cao đẹp. Phật đâu phải bỏ thời gian tu hành để thành một vị Phật rồi bắt đầu ngồi đó kiểm điểm danh. Coi ai tin mình thì mình cho họ lên trên kia ở, ai không tin mình đẩy nó xuống dưới trên. Nếu mà như vậy đó, nội kém mình tin thì xuống dưới cũng nhiều. Phật đâu có cái chuyện đó. Cho nên mình đừng có bao giờ nghĩ Phật. Nếu mà cái nhớ là tu là mình tu cho mình. Thí dụ mình thường xuyên đi chùa, đó là mình lợi lạc cho phần mình. Mình thường xuyên đi chùa thì mình thường được tiếp xúc với cái lành, cái thiện. Thì mỗi ngày nó chỉnh đốn, nó tẩy gọt mình. Mỗi ngày mình đẹp hơn, đẹp cái tâm hồn mình hơn. Mình thường nghe pháp thì tâm hồn mình mỗi ngày đẹp hơn. Chứ làm gì có cái chuyện gọi là xấu được. Nếu mình xa rời nghe pháp á, không ai nhắc nhở mình lời lành lời thiện, mình chơi thường với những bạn thị phi nhân ngã tốt xấu, thì từ từ mình lây cái đó. Tại vì thường xưa nay nó đã vậy. Hễ mình gần cái thiện thì nó lây cái thiện, mình gần cái xấu lâu ngày nó lây cái xấu. Hồi nhỏ những đứa con nhỏ mình mới sanh đó, bà ngoại ở nhà giữ đó, nó nói tiếng Việt rất là giỏi. Tại vì nó thường gần bà ngoại, nó nói tiếng Việt chứ bà ngoại. Đến khi nó lớn lên, nó đi vô trường, nó không còn gần bà ngoại được, cái nó quên tiếng Việt, nhớ tiếng Anh không. Đó một cái ví dụ vậy đó, để cho đại chúng thấy là mình gần cái gì mà mình thường huân tập là mình tập cái đó. Quý vị đi chùa tụng kinh thường, nhất định quý vị sẽ có ngày thuộc kinh. Quý vị nghe pháp thường thì lâu ngày chữ nghĩa Phật pháp quý vị thấm nhuần. Ví dụ mới đầu quý vị vô nghe, nghe thầy nói tam bảo, không hiểu tam bảo là gì. Nhưng mà đi chùa nghe pháp riết cái tự nhiên một ngày nào đó mình nhớ, à tam bảo là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Mình không biết nói tam độc là gì, nhưng mà đi chùa nghe pháp riết nhớ tam độc là tham sân si. Không biết bát nhã là gì, à, lâu ngày đi riết à hiểu rồi, bát nhã là trí tuệ. Hồi đó mình vô chùa mình không biết nói chuyện với mấy thầy sao. Nhưng mà mấy thầy cũng đâu có gì đặc biệt đâu. Mình gặp thì mình cũng nói chuyện bình thường thôi. Nhưng mà mình nghe mấy người trong chùa ta nói nhiều từ Phật học quá. Ví dụ như bạch thầy. Mình không bạch thầy, mình hát thầy cũng được. Cái tiếng thông thường mình nói là thưa thầy cũng không sao hết. Nhưng mà nếu mình vô chùa thường cái mình học được tiếng thứ hai là bạch thầy, nghĩa là thưa đó, nhưng mà cái tiếng đó trong nhà chùa ta dùng. Thay vì mình nói đi lại đánh chuông đi, đánh mõ. Nhưng mà mình nghe biết trong chùa ta không có dùng cái từ đánh chuông, đánh mõ, mà ta nói thỉnh chuông, thỉnh mõ. Không đi chùa sao không biết, chứ đi chùa riết cái từ ngữ nó biết. Cho mình ở ngoài đời cũng vậy, gần cái người chửi thề, gần thời gian là mấy cái chữ nó vô đầu mình hết. Rồi thậm chí đụng chuyện cái tự nhiên cái chữ nó đi ra mà mình không bao giờ mình nghĩ tới. Vì vậy mà người xưa đã xác định với chúng ta: ác tập ác giả, trưởng ác tri kiến. Gần cái xấu, nhất định mình sẽ lây cái xấu. Mỗi ngày tăng trưởng cái thấy nghe xấu. Cái thứ tư là gì? Thiện hữu đồng cư bất thôi. Nếu mình được cái tu tập rồi, mình được những người sống chung với mình toàn là những người thiện hữu chứ không phải là ác hữu. Thiện hữu là gì? Bạn lành. Ác hữu là bạn xấu. Quý vị chơi với bạn lành á, theo pháp hòa ví dụ ha. Bây giờ quý vị thường xuyên quen với, bây giờ tự nhiên cái mình quen với một Phật tử thường đi chùa tụng kinh. Lễ gì họ cũng rủ mình đi tụng, đi lên chùa tụng kinh hàng tuần. Chơi với bạn đó một thời gian đó, đỡ tốn tiền shopping. Ta rủ mình đi chùa và mình khỏi đi chợ. Khỏi đi chợ thì bớt mua sắm. Mình nói một cái ví dụ nhỏ vậy đó, để cho đại chúng thấy rằng khi mình chơi với bạn lành
Mình gần bản lành thì mình được bản lành nhiếp thọ. Mà bản lành á, lỡ mình làm mình giận quá, mình muốn làm cái gì sai, bản lành khuyên mình. Còn nếu mà cái bản bình thường, ta sống theo thế gian thì sao? Trời ơi, sao chị bỏ qua cho nó được? Gặp tôi là nó chết. Lần sau mấy cái chuyện đó chị hỏi tôi nghe, tôi chỉ cho chị. Có không? Đó là mình sống theo, người ta sống theo đời thì người ta phải tập cái tánh theo đời. Còn mình gần cái bạn thiền lành, bạn từ bi thì thế nào ta cũng khuyên thôi chị ơi kệ nó đi. Nó không đích mà chị bường phùy nó, chứ ta nói những cái gì đó để cho mình buông bỏ cái phiền muộn của mình. Còn nếu mà người thường ta nói trời ơi mới bên lớn mà hổ hả, chị có đánh nó không, chị có bạc tay nó không, ví dụ vậy. Tức là nếu mà người đời ta sẽ nói theo cái đời, còn nếu mà người ta đạo người ta nói theo đạo. Cho mình ở với người, mình gần cái người thiện hữu nó có cái lợi, được cái sự nhiếp thọ đó. Cho nên Tây Phương Cực Lạc có một dạng Bồ Tát mà quý vị thường tụng á, Bất Thối Bồ Tát là bản lành, là những vị Bồ Tát không có lui sụp, không có lui sụp. Quý vị có nhớ mùa hè vừa rồi qua kể quý vị nghe là có một thầy thời của Phật đó, đi xuất gia mà vô ra 7 lần, vô ra 7 lần. Vì cái vị này mắc một cái quả báo là đời trước người ta muốn làm lành mà người ta bỏ cuộc, cái vị này đốc vô thêm. Cho nên là mình mắc cái quả báo. Thí dụ như đời này á, mà thí dụ mình chồng mình hay vợ mình đi, buồn phiền gì mình đó, cái thì than với một người bạn. Mà nếu mà mình gặp một cái người bạn không tốt, ta nói trời ơi nói vậy hả, bỏ liền. Cái người mà có những người người ta xúi bỏ, nhưng mà có những người ta nói thôi, thì lúc nó nóng nảy nó nói em vậy, chứ bình thường và vợ chồng cái duyên với nhau ta khuyên làm sao để mình gắn. Chứ mà có những người ta không nói vậy, ta nói khác, ta nói hạp thì ở, không hạp thì bỏ. Chị trẻ đẹp mà lo gì cũng có người khác, ta nói những cái gì đó để mà cho mình dễ dàng mình buông bỏ những cái thiện lành mình đang có. Thật sự ra cái đó không có gì hết, không có nói người ta ác người ta gì hết, nhưng mà nếu mình gần người thiện lành thì mình sẽ được người ta. Cho nên mình đời này mình hay đốc suối người ta vậy, rồi thế nào cái nhân vậy, rồi trong cuộc đời mình cũng có người chán ghét mình, rồi người ta tới người ta than vãn với ai đó thì cũng bị người ta đốc suối trở lại. Cho nên nhân nào thì cái quả đó. Cho nên đời này mình luôn luôn mình khuyên người ta chứ không có suối tầm bậy. Cho nên ví dụ nhiều khi người ta gọi lên, ta hỏi chuyện này chuyện kia, thầy hỏi theo ý thầy có nên bỏ không? Ông gọi bây giờ nói bỏ chứ không, không nói vậy, thôi chỉ phân tích thôi. À bây giờ làm vậy vậy đó thì thôi tùy quý vị, tự quý vị phải hiểu cái hoàn cảnh quý vị để quý vị giải quyết một vấn đề. Bởi vì Pháp Hòa đâu có ở trong cái hoàn cảnh đó mà Pháp Hòa biết được. Mà bây giờ nghe là nghe có một chiều à, chưa nghe cái chiều kia mà mình vội mình phán xét mình biểu người ta buông bỏ rồi, có phải là cái lỗi không? Mà thật ra cuộc đời mình cũng từng bị cái lỗi là mình nghe có một chiều rồi mình xuống bậy rồi. Cho nên là mình phải biết như vậy. Cho nên rồi nhiều lần mình kinh nghiệm thì khi mình nghe một cái việc gì mình phải nghe cả hai. Nhiều khi á, người ta không ngồi cái giữa cái quan nghiệp của họ với nhau, làm sao mình giải quyết hết được. Cho nên thì mình chỉ khuyên người ta bình tâm lại để người ta suy nghĩ cái việc người ta sắp làm. Thì đó là 4 cái bất thối. Mà một khi mình được sanh về tịnh độ, nếu mình được sanh về tịnh độ, mình được 4 cái điều mà không lui sụp. 1 là lọt ánh quang từ của chư Phật, từ quang của chư Phật, hào quang trí tuệ của chư Phật. Mình được gọi là các bậc thiện hữu người ta nhắc nhở mình và thường nghe pháp để thu nhiếp mình ở trong đó. Được về Cực Lạc đó là nghe pháp mỗi ngày á. Cho nên cái người nào mà tu mà dở nhất gọi là tu hạ phẩm, tức là sanh về Cực Lạc hoa sen thấp nhất cũng không sao hết, tại vì mỗi ngày được nghe pháp, nghe riết đến khi nào tâm tư mình sáng tròn rồi mình từ từ mình nâng cấp. Cũng giống như một cái đứa nhỏ
Mỗi ngày mình nói một chút cho nó nghe, mỗi ngày mình nói một chút cho nó nghe. Nó nhỏ mình nói theo cái level của nó, theo cái trình độ của nó. Rồi nó lớn lớn chút mình nói theo trình độ của nó. Nhưng mà nếu con nít mà mình không có nhắc nhở nó, mình không có dùng cái từ là giảng pháp, nhưng mình phải nhắc nhở cho nó. Cái đó là mình luôn luôn nhiếp phục nó ở trong cái lời dạy dỗ của mình. Ví dụ á, nó làm em mà nó đánh anh, cho dù anh nó có lỗi nhưng mình không thể nói tại con có lỗi con phải bị đánh. Mình phải dạy nó liền: con làm em, con không nên đánh anh, con phải thương anh. Rồi mình nhắc đứa anh: con làm anh, con phải thương em, con phải nhường em. Đó là một hình thức thuyết pháp. Nhưng mà mình luôn luôn đưa nó vào trong cái khuôn như vậy. Từ nhỏ cho nên lớn lên, nó tự nó rèn luyện nó trong cái khuôn đó. Nó ăn cơm nó bỏ mứa, rồi mình đừng có lấy cái chén cơm đó mình bỏ thùng rác, nó thấy. Thì một ngày, hai ngày, một năm, nhiều năm, nó thành thói quen. Lớn lên nó phung phí. Nó phung phí thức ăn được thì nó phung phí thứ khác được. Thì bây giờ mình phải khuyên nó. Thì cái chữ nói pháp ở đây Pháp Hòa nói là luôn luôn mình nhiếp phục một người ở trong lời dạy. Mà nhiều khi mình không phải kêu tới, mình nói, nhưng mà những lúc việc này việc kia nó xảy ra. Ví dụ nghề ở đây có một chú tiểu nhỏ nhất, mỗi lần mà chú lên chú mời ăn cơm, chú nói mời thầy xuống ăn cơm, thì Pháp Hòa mới kêu lại nói: lần sau con nói con phải thêm chữ ân trước, con mời thầy xuống ăn cơm. Thì nó không biết cách nói, mình chỉ cho nó cách nói cho nó rõ ràng ai mời. Thì người Việt của mình nói chuyện là chào là phải chào ai, chứ không phải chào khơi khơi được. Ví dụ vậy. Cho nên thưa đại chúng, cái chữ pháp ở đây Pháp Hòa muốn nói đó, cái gì lành thiện hướng dẫn cho con người hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, đó gọi là pháp. Thì bây giờ đại chúng cứ nhận cái đó rồi mình về mình quán chiếu lại trong cuộc sống của mình. Chính bản thân mình cũng phải ứng pháp mỗi ngày. Cho nên ví dụ như người ta, mình có cái thói quen là bữa nào mình vui lắm mình không thèm chào ai hết á, mà thậm chí người ta chào mình cũng không ngó, không trả lời. Cái thế gian thường tình ta cũng không cho cái đó là lịch sự. Nhưng mà mình, nếu mình không bao giờ mình nhận ra cái đó thì không bao giờ mình chỉnh đốn mình được. Nếu mình nhận ra rằng có những lúc mình cũng kỳ cục thiệt á, tự nhiên bực bội người ta chào mình, cái người kia đâu có chọc ghẹo gì mình ta chào mình, tại sao mình không chào lại. Và cái lịch sự căn bản nhất của một con người là chào hỏi. Thì tự mình chỉnh đốn mình cái đó, thì cái đó là mình lấy pháp nhiếp phục mình để mình sống ở trong pháp. Thì bây giờ đại chúng nghe đó, đi chùa nghe pháp. Tại sao phải nghe pháp? Vì pháp là giáo pháp, lời dạy luôn luôn chứa đựng hướng dẫn cho con người đi tới ba hướng: một là hướng thượng, hai là hướng thiện, ba là hướng giải thoát. Còn nói nữa đó, chân thiện mỹ, giáo pháp sẽ chỉ cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta sống một cuộc đời chân thật, lành thiện và rất đẹp. Chân thiện mỹ. Thì ở trong kinh nói người sanh về tịnh độ được bốn cái này. Thì hôm nay chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta sống trong giáo pháp thì chúng ta có được bốn cái này nhiếp thọ mình trong đời này: từ bi, trí tuệ, nghe pháp, bạn lành. Ở trong kinh dùng cái nguyên từ: đại bi nhiếp trì bất thối, Phật quang chiếu xúc bất thối, thường văn pháp âm bất thối, thiện hữu đồng cư bất thối. Bây giờ Pháp Hòa nói đơn giản bằng cái tiên ngôn ngữ bây giờ cho đại chúng nhớ: từ bi, trí tuệ, nghe pháp, bạn lành. Nếu mình luôn luôn mình được nhiếp phục bởi bốn cái đó, không có lui sụp. Pháp dẫn cho mình đi hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Giải thoát là gì? Là khi tâm mình không có ràng buộc nữa. Người đó làm khổ mình, người ta nói vậy với mình, nhưng mình không có chấp cái lời nói người ta.
tại ta chưa hiểu, ta chưa tu. Mình có tu rồi mình chấp chi những từ đó, tự nhiên xả được. Mà xả được là giải thoát. Cho nên cái gì làm cho mình không giải thoát? Sự chấp trước của mình, sự dính mắc của mình không làm mình giải thoát. Chứ có ai trói buộc gì mình, có ai cột trói gì mình đâu. Một lời nói người ta vừa nói ra thì tự mình chấp vô lời nói đó, rồi tự mình không giải thoát lấy mình. Buông bỏ được câu nói đó thì mình giải thoát.